Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, trang 5 đến trang 9, bài 1. Trẻ em như búp trên cành. Đầu tiên phần chia sẻ số 1 nhỏ. Tìm hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây. Em có cảm nghĩ gì về hình ảnh so sánh đó? Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Hồ Chí Minh. Như vậy chúng ta tìm hình ảnh so sánh, thì các em đọc kỹ câu thơ và dựa vào kiến thức của mình để trả lời. Thì hình ảnh so sánh trong câu thơ trên là trẻ em với búp trên cành. Hình ảnh so sánh đó gợi cho em, trẻ em được ví như mầm non tương lai của đất nước. Để trẻ em được phát triển thì cần có một môi trường giáo dục tốt đẹp như là búp trên cành, thì cần nơi đất tốt để có chất dinh dưỡng để quan học. Tiếp theo số 2 nhỏ, em hiểu câu thơ trên muốn nói điều gì? A với trẻ em với mọi người. Thì các em đọc kỹ câu thơ và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này. Thì câu thơ trên muốn nói A với trẻ em thì trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, các em cần chăm lo cho sức khỏe, chăm chỉ học hành để thành tài phụng sự cho tổ quốc. B đối với mọi người thì trẻ em còn tinh khiết, người lớn phải biết nâng niu quý trọng, tạo cho trẻ em một môi trường giáo dục tốt đẹp để trẻ em phát triển đúng hướng. Tiếp theo bài đọc 1, thư gửi các học sinh trích. Các em học sinh, hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng rời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này dở đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam. Các em được hưởng sự may mắn đó là nhờ hy sinh của biết bao nhiêu đồng bào các em. Vậy các em nghĩ sao? Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng siêng năng học tập, ngoan ngoãn nghe thầy yêu bạn. Sau 80 năm rời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên ta để lại cho chúng ta. Làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu? Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp. Chào các em thân yêu, Hồ Chí Minh. Như vậy chúng ta vừa theo dõi bài đọc thư gửi các học sinh. Thì trong bài đọc có các từ. Bức thư trong bài đọc là thư của Bác Hồ gửi học sinh cả nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tháng 9 năm 1945. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là tên nước ta từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến 2 tháng 7 năm 1976. Tựu trường là tập trung lại trường để chuẩn bị cho năm học mới. Bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, ý nói, những cái sự kiện lớn từ giữa năm 1945 đến ngày khai giảng. Nói bật là cuộc cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 80 năm rời nô lệ là 80 năm nước ta bị thực dân Pháp đô hộ. Cơ đồ là sự nghiệp lớn, ở đây có nghĩa là đất nước Giang Sơn. Hoàn cầu là thế giới. Các cường quốc Nam Châu là các nước giàu mạnh trên thế giới. Tiếp theo chúng ta trả lời câu hỏi 1. Ngày khai trường năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác? Thì các em đọc kỹ đoạn văn đầu tiên. Ngày khai trường năm 1945 đặc biệt hơn so với những ngày khai trường khác là vì đây là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tiếp theo câu 2, vì sao tất cả học sinh đều vui mừng trong ngày khai trường đặc biệt đó?
thì các em cũng đọc lại đoạn văn đầu tiên. Tất cả học sinh đều vui mừng trong ngày khai trường đặc biệt đó vì được gặp lại thầy, gặp bạn sau mấy tháng nghỉ học, sau nhiều cuộc chuyển biến khác thường. Được tiếp nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam. Tiếp theo câu 3, những câu nào trong bức thư nói lên sự trông mong chờ đợi của đất nước ở thế hệ trẻ? Thì những cái câu trong bức thư nói lên sự trông mong chờ đợi của đất nước ở thế hệ trẻ là: trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang, có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Tiếp theo câu 4, bức thư thể hiện tình cảm và sự tin cậy của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ như thế nào? Thì trong bức thư này, bằng cả tình cảm ruột thịt, coi mình như người anh lớn, Bác Hồ đã ân cần khuyên bảo, căn dặn và khích lệ học sinh phải cố gắng tu dưỡng đạo đức, chăm chỉ học hành với mục đích sau này đưa đất nước phát triển sánh vai với cường quốc Nam châu. Đặc biệt Bác đã đặt niềm tin và hy vọng rất lớn vào khả năng và vai trò to lớn của các bạn học sinh trong công cuộc kiến thiết nước nhà. Tiếp theo câu 5, học sinh cần làm gì để xứng đáng với sự hy sinh của đồng bào, sự trông cậy của nước nhà và thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ? Thì để xứng đáng với sự hy sinh của đồng bào, sự trông cậy của nước nhà và thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, thì học sinh cần luôn làm những điều tốt đẹp, không ngừng trao dồi kiến thức cho bản thân, rèn luyện toàn diện đức trí thể mỹ, tham gia các hoạt động tình nguyện. Tiếp theo, tự đọc sách báo. Số 1 nhỏ là các em sẽ tìm đọc thêm ở nhà hai câu chuyện hoặc là một câu chuyện, một bài thơ nói về trẻ em, một bài văn hoặc là bài báo nói về quyền hoặc là bổn phận của trẻ em. Hai là chúng ta sẽ viết vào phiếu đọc sách tên bài đọc, tác giả bài đọc và tình cảm cảm xúc của em về bài đọc, hoặc là sự việc, nhân vật, hình ảnh, câu văn, câu thơ trong bài đọc. Ba là chúng ta chuẩn bị nội dung để giới thiệu bài em đã đọc cho các bạn trong lớp. Thì các em sẽ sưu tầm trên internet sách báo và chúng ta sẽ đọc ở nhà. Tiếp theo bài viết 1, viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học, cấu tạo của đoạn văn. Một, La Mã, đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Nhân vật chính trong chuyện Con mèo dạy hại Âu Bay là một chú mèo có tên Zoba. Đó là một con mèo đen to đùng mập ú, sống ở khu bến cảng cùng với cậu chủ nhỏ. Người đã cứu thoát nó từ miệng một con bồ nông tham ăn. Khi nó còn là một chú mèo con bé tẹo, Zoba là con mèo biết giữ lời hứa nhất mà mình từng biết. Khi nhận lời giúp đỡ cô Hải Âu bị nạn, nó đã chăm lo cho quả trứng mà cô Hải Âu để lại, nuôi dạy cô bé Hải Âu con trưởng thành và tìm mọi cách để dạy cho cô bé bay, đưa cô bé về với thế giới Hải Âu. Zoba cũng là con mèo thông minh và có trái tim nhân hậu nhất. Nó đã dạy cho mình biết yêu thương là học cách chấp nhận sự khác biệt và không đòi hỏi người khác phải giống mình. Mình yêu quý Zoba, con mèo đen to đùng mặt ú, và mong muốn tìm riêng cho mình một chú mèo như Zoba. Mình à. Như vậy sau khi chúng ta đọc đoạn văn thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. A. Qua câu mở đoạn, em hiểu đoạn văn giới thiệu nhân vật nào trong cuốn sách nào? B. Những câu nào cho biết chi tiết về ngoại hình và hoạt động tính cách của nhân vật đó? C. Câu kết đoạn thể hiện điều gì?
Như vậy các em đọc kỹ đoạn văn. Thì qua câu mở đoạn ở trên thì em hiểu đoạn văn giới thiệu nhân vật chú mèo có tên là Zoba trong cuốn sách Chuyện con mèo dạy hệ Obai. Thì những cái câu B, những câu thể hiện chi tiết về ngoại hình và hoạt động tính cách của nhân vật. Đó là một con mèo đen to đùng mập ú sống ở khu bến cảng cùng với cậu chủ nhỏ, người đã cứu thoát nó từ miệng một con bồ nông tham ăn khi nó còn là một chú mèo con bé tẹo. Zoba là một con mèo biết giữ lời hứa nhất mà mình từng biết. Zoba cũng là con mèo thông minh và có trái tim nhân hậu nhất. Tiếp theo câu C, câu kết đoạn thể hiện tình cảm của tác giả với chú mèo Zoba. Tiếp theo hay là mã bài học. Cấu tạo của đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học. Mở đoạn sẽ giới thiệu chủ đề, giới thiệu nhân vật. Thân đoạn là nêu những cái đặc điểm nổi bật của nhân vật. Kết đoạn là bày tỏ tình cảm của em về nhân vật. Ba la mã luyện tập, trao đổi với bạn về dự định giới thiệu một nhân vật trong tác phẩm, câu chuyện hoặc là bộ phim, vở kịch mà em đã đọc, đã xem. A. Em muốn giới thiệu nhân vật nào? Đó là nhân vật trong tác phẩm nào? Em muốn giới thiệu nhân vật. B. Nhân vật đó có những cái đặc điểm gì? C. Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật đó. Thì các em sẽ giới thiệu, các em sẽ trao đổi với bạn về cái dự định mình giới thiệu một cái nhân vật trong tác phẩm, thì các em có thể sưu tầm trên internet hoặc là sách báo. Thì ở đây cô ví dụ như em muốn giới thiệu nhân vật chú dế mèn, đó là nhân vật trong tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký. B. Nhân vật có những cái đặc điểm, đó là về ngoại hình. Thì dế mèn có ngoại hình khỏe khoắn với đôi cằm mẩm bóng, những cái vuốt ở chân ở kheo cứ cứng dần và nhọn hoắt, đôi cánh dài kính xuống tận chấm đuôi. Tính cách thì dế mèn thích bắt nạt các con vật nhỏ bé xung quanh, cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Về C, cảm nghĩ của em về nhân vật đó, thì em thấy dế mèn có ngoại hình và những cái nét chưa đẹp trong tính cách. Nét đẹp của dế mèn là có cái thân hình cường tráng, tính tình hiếu động, biết ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực. Bên cạnh đó thì dế mèn còn có những cái nhược điểm tất yếu của tuổi mới lớn như là coi trọng hình thức, kiêu ngạo, hung hăng, hay gây gỗ bắt nạt những con vật yếu đuối, thích làm bộ ra oai với mọi người. Tiếp theo trao đổi quyền của trẻ em. Một nhỏ đọc thông tin dưới đây về quyền của trẻ em. Một số quyền của trẻ em được quy định trong luật trẻ em. Quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được giáo dục học tập và phát triển năng khiếu, quyền vui chơi, giải trí, quyền bí mật, đời sống riêng tư, quyền được sống chung với cha mẹ, quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp. Hai nhỏ chọn một trong hai đề sau. A, đó là chúng ta sẽ trao đổi với bạn cách hiểu của em về một trong các quyền trên. Gợi ý về nội dung trao đổi thì các em sẽ nêu em hiểu quyền đó như thế nào, quyền đó có ý nghĩa gì đối với trẻ em. B, là chúng ta sẽ trao đổi với bạn về việc em muốn, mong muốn cha mẹ hoặc là người lớn hiểu và giúp đỡ em thực hiện nguyện vọng của mình. Thì ở đây câu 1 thì các em sẽ chúng ta đọc thông tin, còn ở câu số 2 này thì các em sẽ lựa chọn một trong hai đề và chúng ta dựa vào cái kiến thức của bản thân để chúng ta trả lời câu hỏi này. Ví dụ như chúng ta chọn cái đề 1 là trao đổi với bạn cái cách hiểu của em về một trong các quyền nêu trên. Thì ở đây cô ví dụ như chúng ta sẽ chọn cái quyền được chăm sóc sức khỏe.
Thì em hiểu quyền được chăm sóc sức khỏe là trẻ em có quyền được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận sử dụng những cái dịch vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh. Rồi, thì cái quyền này nó có ý nghĩa là trẻ em luôn được quan tâm, ưu tiên chăm sóc về sức khỏe. Thì như vậy chúng ta sẽ trao đổi với các bạn của em về một trong các quyền trên. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.